Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị nghe báo cáo về phương án kiến trúc cảnh quan hai bờ sông Vân thuộc dự án cụm công trình thủy lợi Nam Sông Vân. Cùng dự có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan, thành phố Ninh Bình và đơn vị tư vấn. Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo về phương án kiến trúc cảnh quan hai bờ sông Vân, các đại biểu đã trao đổi làm rõ các nội dung liên quan đến tổ chức không gian, kiến trúc và cảnh quan của dự án, nhất là phương án hạ tầng kỹ thuật, giao thông, ánh sáng, vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước. Các đại biểu lưu ý, về mặt kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông Vân cần chỉnh sửa lại trên nguyên tắc bám sát thực trạng, quy hoạch hiệu quả nguồn vốn và phù hợp với lịch sử truyền thống văn hóa vốn có. Có phương án mở rộng cảnh quan đi bộ, tạo không gian mở phù hợp với tính năng của từng khu vực như khu trung tâm thương mại, khu nhà ở dân cư, bến thuyền, công trình dịch vụ. Các đại biểu cũng quan tâm đến tiến độ phê duyệt dự án để làm căn cứ thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. Phương án xây dựng chợ rồng mới để di rời chợ rồng cũ. Lưu ý việc cải tạo cảnh quan phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quy hoạch. Trong quá trình xây dựng các công trình phải có phương án cụ thể kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, không làm thu hẹp dòng sông. Phát biểu thống nhất các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc khẳng định, đây là một trong những dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đô thị đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đô thị Ninh Bình. Đến thời điểm này, tiến độ triển khai phê duyệt dự án còn chậm vì những nguyên nhân khách quan. Để đảm bảo tính tổng thể toàn diện, cần triển khai 3 dự án là cầu Trà Là, nạo vét kè sông Vân và dự án tiểu công viên hai bên bờ sông. Quan điểm xây dựng phải đảm bảo hài hòa về mặt cảnh quan, kiến trúc, mục tiêu và phải tôn trọng một số công trình hiện hữu không thể thay thế được. Chính vì vậy, đồng chí đề nghị phải có giải pháp, phương án phù hợp, đảm bảo tính khả thi về quy hoạch nguồn vốn, kiến trúc và kết cấu phải đồng bộ với nhau. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng trên cơ sở quy hoạch chi tiết 1/500, căn cứ vào tình hình thực tế, trong quá trình triển khai thiết kế của 3 dự án trên, khi có phát sinh vướng mắc thì cho ý kiến, xem xét điều chỉnh cục bộ một số vị trí xả nước, hộp kỹ thuật hai bên. Về nội dung thiết kế cảnh quan, trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành phố Ninh Bình và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông chịu trách nhiệm tổ chức thi công, thiết kế với từng hạng mục công trình cụ thể. Đồng chí lưu ý, cái khó nhất cần quan tâm là dự án cảnh quan hai bên bờ sông Vân. Vì vậy, đề nghị thành phố Ninh Bình và đơn vị tư vấn tiếp thu có chọn lọc các ý kiến tại hội nghị để hoàn chỉnh dự án. Trong điều kiện không gian, quỹ đất phát triển không còn nhiều, phải tính toán phương án thiết kế cho phù hợp. Các sở ngành, đơn vị liên quan phải quyết tâm trách nhiệm, các phương án triển khai phải đảm bảo tính khả thi, tầm nhìn dài hạn. Đặc biệt cần tính toán cụ thể dự kiến tổng mức đầu tư giải phóng mặt bằng ở một số khu dân cư. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian sớm nhất để thống nhất phương án kiến trúc cảnh quan hai bờ sông Vân.